Vâng, xin chào các bác nhá. Các bác quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Mèo Leo. Thì hôm nay bên cửa hàng em là có đến lắp một combo bộ dàn để cho khu tập thể phường Kim Giang. Thì đây, mời các bác xem qua nhé, không gian này. Đấy, khá là rộng. Trước đấy thì cũng có vài chiếc âm ly rồi và loa để các bác mở để các bác khiêu vũ này, giao lưu hoạt động. Thì hôm nay bên cửa hàng em đến là lắp loa và một combo bộ dàn. Thì hôm nay là loa ES12 thì chưa thiết kế được chỗ để, thì em để tạm lên một chiếc bàn bên này, một chiếc bàn ở bên này. Đấy, đây mà các bác xem qua nhé. Đấy, sau đấy thì các bác sẽ tự treo sau. Em để dây loa dài thì các bác tự treo hai bên theo ý của mình. Đây, hôm nay thì là một tủ máy 10U này. Đấy, để các bác là đỡ phải ai vào đây là vặn lung tung, các bác có thể khóa lại được. Thiết bị đầu tiên là thiết bị quản lý nguồn MBS700 Pro. Thiết bị này là thiết bị không thể thiếu trong các bộ dàn gia đình sự kiện phòng hát rồi. Nhà mình dùng rất là ổn định, mình chuyển tắt bật mình bấm vào đây. Đấy, là sau nó sẽ tắt hết. Và mình bấm vào đây thì nó sẽ mở lên. Rất dễ dùng sử dụng luôn. Không phải cắm cái này cái kia sợ nó lổ loa. Và thiết bị thứ hai là thiết bị mic DB45025 mã. Ở đây thì các bác giao lưu văn nghệ rất là nhiều. Các bác đã về hưu rồi, giao lưu văn nghệ là sẽ hát và nghe nhạc nhiều hơn, phát biểu. Và một chiếc vang cơ lai số của DB Acoustic KM330 Pro. Đấy. Có cả Eco Reverb rất là hay. Và một chiếc âm ly có sẵn của bác rồi, để bác dùng một chiếc loa riêng để bác phát biểu rồi, phục vụ phát biểu. Nhưng mà chắc là sẽ dùng bộ này phát biểu nhiều hơn. Và một chiếc cuối cùng là chiếc đẩy hai kênh B2500 cho ra 500W một kênh, đánh tốt những cặp 30 hoặc 25, cho đâm khá hay. Và sau đây thì mời các bác thử thương thanh sau khi em đã lắp đặt xong cho bác nhé. Tôi về em 24 giờ để tình yêu trong người. Chân em quen từng biển soi đường ngang, chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Vừa tâm tư là còn là